Chào khán giả của đài truyền hình LCT Israel xin mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 247 vừa rồi đúng. Trong tuần qua chắc quý vị theo dõi uh, truyền hình cũng như truyền thông quý vị cũng biết câu chuyện chính trị lớn nhất tại Mỹ là chuyện bầu chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Sau 15 vòng bầu cuối cùng thì dân biểu Kevin McCarthy của Đảng Cộng hòa tiểu bang California đã được bầu làm chủ tịch Hạ viện với số phiếu là 216 trên 428. Trong đó có 6 dân biểu cực hữu bỏ phiếu trắng thì nhờ bỏ phiếu trắng cho nên còn có 428 thì 216 là thắng. Nếu những người nào bỏ phiếu thì là ông Kevin McCarthy không thắng. Nhưng nó phải qua 15 vòng và ông Kevin McCarthy đã phải nhượng bộ rất nhiều trong những cái điều kiện mà khoảng 20 dân biểu mà hôm trước tôi kể với quý vị họ đòi hỏi. Thì họ đòi cái gì? Thì thưa quý vị, trong những cái mà ông Kevin McCarthy nhượng bộ, nhiều người lo ngại rằng Hạ viện do Đảng Cộng Hòa kiểm soát Cuối cùng là do một nhóm kiểm soát Một nhóm nhỏ khoảng 20 người Chứ không phải 222 dân biểu Của Đảng Cộng Hòa Tại Hạ viện hiện nay Hiện nay là Dân Chủ có 212 Cộng Hòa có 222 hơn 10 ghế Nhưng mà trong 222 đó Là có khoảng 10% Là họ đòi hỏi những yêu cầu Mà ông Kevin McCarthy phải đồng ý Ví dụ Ông phải đồng ý cho một số người này Ngồi trong cái ủy ban quy tắc ủy ban quy tắc là ủy ban gì ủy ban quy tắc là cái ủy ban gồm thường là những lãnh đạo của đảng ở trong đó cái ủy ban này nó có nhiệm vụ quy định những cái gọi là điều lệ mỗi khi một cái dự luật được đưa ra ví dụ một cái dự luật này bỏ phiếu trong 3 ngày phải xong dự luật kia 10 ngày ví dụ vậy đó hay là dự luật này được uh, tranh luận trong bao nhiêu giờ dự luật kia được tranh luận bao nhiêu giờ và bỏ phiếu như nào đó là do cái ủy ban quy tắc nó đưa ra Thành ra khi mà nó quyết định như vậy Thì cái dự luật đó do ai làm tác giả không cần biết Ra là phải theo cái quy định đó Thành thử các ủy ban này rất là quyền lực Tức là họ biết những cái gì lợi và hại cho họ Và họ quy định theo đó Thì đó là một trong những cái Mà ông Kevin McCarthy phải tương nhượng Bây giờ chúng ta chưa biết là bao nhiêu người sẽ ngồi trong cái ủy ban quy tắc đó Bao nhiêu người trong cái nhóm mà 20 người đó Chúng ta chưa biết Nhưng mà chắc chắn là một con số lớn Đó nhưng mà khi mà ngay cả nắm cái chức chủ tịch Hạ viện như thế này Nhiều người người ta lo rằng là không biết là ông Kevin McCarthy có sống qua nổi con trăng này hay không Hay là ông sẽ trở thành một chủ tịch Hạ viện cực kỳ yếu Ông phải nhượng bộ những yêu cầu của nhóm mà ma gà đó. Thế thì trước ông đó là đã có hai người đầu hàng Cái nhóm không phải ma gà mà gọi là nhóm Freedom Caucus cũng nhóm bảo thủ thì bây giờ trong cái nhóm gà này có một số trong Freedom Caucus mà hôm trước tôi đã phân tích cho quý vị biết. Thì hồi đó ông John Biner là chủ tịch Hạ viện của Đảng Cộng Hòa, ông cũng từ chức. Rồi sau đó đến ông Paul Ryan lên cũng từ chức luôn, chịu không nổi. Bây giờ ông Kevin McCarthy lên thì phải nhượng bộ. Đó. Thì đâu là những cái khó khăn mà ông Kevin McCarthy sẽ phải đối đầu trong những ngày tháng tới. Đó là cái chủ điểm, chủ đề chính ngày hôm nay tôi muốn nói tới. Thì ngày hôm thứ hai, 9 tháng Giêng là phiên họp đầu tiên tức là ông đắc cử ngày 7 tháng riêng tức là thứ bảy thì hai ngày sau tức là 9 tháng riêng là họp phiên đầu tiên và đầu tiên nhất là họ đã thông qua một cái quy định nó gọi là motion to Vacate. kết motion to Vacate có nghĩa là gì là khi một nhân biểu nào đề nghị có một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chủ tịch hạ viện là phải đưa ra bỏ phiếu đó cái này đó là cái mà ông một trong những cái mà ông Kevin McCarthy phải nhượng bộ lớn nhất. Ban đầu ông ông chỉ đồng ý là với điều kiện 5 người thôi, nhưng mà bên 20 người kia họ không chịu. Cuối cùng đồng ý một người. Thì hôm thứ hai 9 tây tháng Giêng vừa rồi họ đã bỏ phiếu. 220 thuận, 213 chống. Đó. Trong 220 thuận đó thì thưa quý vị, có thiếu hai người đúng không? Thiếu hai người thì là trong đó có bà một bài dân biểu Nancy Mace của tiểu bang South Carolina thì bà bỏ phiếu trắng. À, xin lỗi, đúng là bà bỏ phiếu trắng. Còn một người nữa đó là ông Tony Gonzalez của Texas, ông đã bỏ phiếu chống. Lý do là hai người này bảo rằng là mặc dù họ ủng hộ ông Kevin McCarthy, nhưng họ không ủng hộ cái chuyện ông nghĩa là gì trùn bước nhượng bộ cái cánh mà gà nhiều quá Họ nói làm như vậy thì Ông chủ tịch hạ viện sẽ không còn mạnh mẽ nữa Và có thể là không trụ lâu nữa đó, Nay mai mà làm không hài lòng là có thể họ đem ra bỏ phiếu Dăng mất luôn đó. Thì ngày hôm thứ hai 9 tháng riêng là họ đã bỏ phiếu đầu tiên Cho cái quy định đó Gọi là motion to work Tôi xin mở ngoặc chút xíu Cái motion to kết này ngày xưa đó Là cũng đã bị dưới thời ông John Biner bị cái cánh mà Freedom Caucus tức là cánh Tea Party đó họ bắt phải có thì khi có như vậy đó ông John Bina ông nghỉ ông bảo vậy thì mấy anh có thể chất phế tôi lúc nào cũng được hết mà chỉ cần một người thôi ông nghỉ nghỉ và đảng cộng hòa vẫn giữ cái đó cho đến khi bà Nancy Pelosi lên làm chủ tịch hạ viện năm 2019 bà Nancy Pelosi của đảng dân chủ bà bỏ cái điều khoản đó họ bỏ phiếu bỏ cái điều khoản đó thành anh không thể nói bứng chủ tịch hạ viện được bây giờ đảng cộng hòa lên nắm thì cái nhóm ma gà đòi phải có cái đó bởi vì khi có cái motion to vote kết đó thì họ có thể đe dọa cái ông chủ tịch hạ viện được cho nên anh làm tôi không hài lòng là tôi đề nghị ra đề nghị ra chưa chắc thông qua nhưng nếu tôi có một đa số đủ trên 50% những cái người trong quốc hội là tôi có thể cho anh mất chức hoặc tôi có thể đề nghị và đem ra bỏ phiếu mỗi lần bỏ phiếu như vậy là coi như anh bị bêu ríu đó cái đó làm cho chủ tịch hạ viện bị yếu đi nhưng mà đó chỉ là cái mà gọi là gì tạm thời thôi nghĩa là à không phải cái đó nó chỉ là về cái thủ tục cho những cái chuyện mà gọi là uh, quy luật rồi các thứ làm trong đó như thế nào nhưng mà nó còn một cái nữa mà trong những ngày tháng tới ông Kevin McCarthy sẽ phải lo âu là bây giờ nó có một số các ủy ban chẳng hạn như ủy ban chuẩn chi ủy ban giáo dục và lao động ủy ban thuế những cái ủy ban quan trọng mà dính đến tiền bạc thì tạm thời ông McCarthy chưa có bổ nhiệm người vô bởi vì bổ nhiệm người vô phải bổ nhiệm những cái người mà ở trong cái nhóm mà 20 người đó. Mà nếu bây giờ ông càng trì hoãn bao nhiêu thì các ủy ban này lại càng không làm việc được bao nhiêu. Bởi vì phải bổ nhiệm họ sớm để họ mới có thể có ngân sách làm việc, có tiền mướn nhân viên và làm những công việc bình thường hàng ngày của họ. Ví dụ chuẩn chi là họ biết năm nay có bao nhiêu tiền để chi cho các địa hạt hay là như cái ủy ban thuế là họ phải biết là năm tới thuế sẽ như thế nào đó đại khái chừng nào các ủy ban này chưa thành hình thì nó gây khó khăn cho quốc hội và quốc hội làm việc sẽ không hiệu quả hạ viện thì đúng hơn làm việc không hiệu quả mà cả quốc hội luôn bởi vì nó hạ viện không làm thì không có cái dự luật đi qua bên thượng viện đó là khó khăn đầu tiên của ông mạc ca tức là bây giờ ông chưa thể nào mà quyết định được mặc dù ông có hứa với họ chúng ta không biết ông hứa cái gì nhưng mà đại khái là như thế Đó là cái mà Chúng ta tưởng rằng Sau khi bầu được chủ tịch Hạ viện Quốc hội Hạ viện sẽ làm việc bình thường Điều đó là không đúng Hạ viện đã bị tê liệt Mất 4 ngày trời, 5 ngày trời đúng không? Từ thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy Và qua Chủ nhật bắt đầu làm việc được Bởi vì thứ ba thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy 15 vòng bỏ phiếu đó thì trong lúc đó không có ai làm việc được hết tất cả 434 người đều chưa tuyên thệ. Bởi vì phải bầu cái ông chủ tịch hạ viện đã. Rồi ông mới tuyên thệ cho những người còn lại. Thì sáng sớm thứ bảy ông Kevin McCarthy mới được bầu, sau đó ông mới tuyên thệ cho 400 người còn lại. Mở ngoặc một tí, Hạ viện Hoa Kỳ có tổng cộng 435 người là 435 cái địa hạt khắp 50 tiểu bang. Nhưng mà vì có một người chết bất đắc kỳ tử sau khi bầu cử cho nên bây giờ còn có 3, 434 thôi. Mà trừ McCarthy ra là 4 433. Đó. Thì sáng sớm thứ bảy vừa rồi, ngày 7 tháng Giêng, ông đã tuyên thệ những người đó sẽ bắt đầu chủ nhật đã mới làm việc. Nhưng mà như tôi nói việc một số ủy ban chưa làm việc. Đó, điều đó cho thấy là hạ viện của Mỹ vẫn còn gọi là què quạt chưa hoạt động hết. Nhưng còn những khó khăn gì nữa mà ông Kevin McCarthy sẽ phải đối phó trong những ngày tháng tới. Tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SCT. khi vẫn màn hình của đài truyền hình SCT sau đây chúng tôi xin trở lại chương trình thời sự 247 tôi đang nói về những khó khăn của tân chủ tịch hạ viện Hoa Kỳ ông Kevin McCarthy trong những ngày tới sau khi ông được bầu mà phải qua 15 vòng bỏ phiếu mới thắng cử chứng tỏ ông phải tương nhượng và nhượng bộ rất nhiều cho các phe bảo thủ cực kỳ bảo thủ thì ngày thứ hai chín tháng riêng vừa rồi ông đã thông qua một quy định là chấp thuận cái motion tôi vừa kết tức là có thể bất tiết nhiệm chủ tịch hạ viện bất kỳ lúc nào và bây giờ ông đang phải đối đầu với cái chuyện là chọn ai vào những ủy ban quan trọng đó và cái điểm thứ ba nữa ông ta gặp khó khăn đó là một trong những cái bên đảng cộng hòa những người này đòi hỏi là gì tất cả các dự luật sau khi soạn thảo trước khi đem ra bỏ phiếu và thảo luận ở phiên khoáng đại phải đưa ra trước 3 ngày tức là 72 tiếng đồng hồ để cho các dân biểu được xem nó có cái gì trong đó và họ được quyền đề nghị tu chính tức là điều chỉnh trước đây đã theo dân biểu Jim Jordan của Đảng Cộng Hòa tiểu bang Ohio thì ông bảo là trong 15 năm qua không có chuyện đó trước đây nó có sau này là họ ngưng cái đó lại tức là các cái dự luật đó, đặc biệt các cái dự luật liên quan đến tiền là đều xuất phát từ phòng chủ tịch hạ viện và không ai biết gì hết. Họ soạn thảo gì đó ông ông bà chủ tịch hạ viện được quyền. Xong rồi trước khi bỏ phiếu đưa ra thôi, bắt đầu mới in ra. Nhẹ nhẹ vài chục trang còn nhiều có khi mấy ngàn trang bố ai mà đọc được. Thành ra người ta cho rằng đó là một cái hình thức mà gọi là gian. Thế thì bây giờ những người bảo thủ Đảng Cộng hòa yêu cầu và được ông Kevin McCarthy nhượng bộ là phải đưa ra trước 72 tiếng. Mà nếu làm như thế này Thì sẽ có thể có nhiều dự luật không thông qua được Và vậy nó cũng chói tay của Kevin McCarthy luôn Bởi vì một trong những cái vũ khí mạnh mẽ nhất Của Chủ tịch Hạ viện là họ dùng những cái dự luật này Để họ tưởng thưởng cho những ai Mà cùng phe với họ Và trừng phạt những ai không cùng phe với họ Ngay cả trong cùng đảng Đó là cái quyền lực Giống như một ông giám đốc Hay là tổng giám đốc một công ty Họ có quyền tăng lương cho ai, giảm lương cho ai anh làm việc tốt, tôi tăng lương. Làm việc không tốt, tôi giảm lương. Tệ nữa tôi đuổi, tôi cho nghỉ. Thì ở đây cũng vậy, cái anh chủ tịch hạ viện rất là quyền lực. Anh nắm cái hầu bao, anh biết những dự luật làm như nào và cho ai cái gì cái gì. Ví dụ trong cái dự luật đó, chi tiền cho 435 cái địa hạt. Cái địa hạt của anh nó coi như được nhiều nhất rồi, đúng chưa? Tôi đang chủ tịch hạ viện mà rồi coi lại đó bây giờ tôi đang cộng hòa bên kia dân chủ đương nhiên tôi cũng cho chứ không phải là không cho ai cũng được hết nhưng mà tôi cho những mức tối thiểu thôi tôi không cho nhiều còn phe tôi tôi cho nhiều rồi trong phe tôi đó anh nào đồng minh của tôi anh nào mà tôi nhờ vả được đặc biệt là mấy anh chủ tịch các ủy ban là tôi cho nhiều bởi vì sao ví dụ tôi cần một cái dự luật nó thông qua hay là soạn thảo thì nó nằm ở cái ủy ban đó cái ủy ban đó nó soạn thảo xong Đúng ý của tôi Mới đem qua cho tôi Tôi là chủ tịch cả viện Bắt đầu tôi coi tôi điều chỉnh Bắt đầu tôi đem ra bỏ phiếu Phiên quang đại Thành ra mấy anh chủ tịch Ủy ban cũng rất quan trọng Đó. Thế bây giờ mà 72 tiếng đem ra Thì các nhân biểu khác Thì biết ngay À anh cho anh này nhiều tiền Tại sao Anh cho anh kia ít tiền Tại sao à chúng tôi thắc mắc Và tôi la lớn ở lên Công chúng biết Cái quyền lực của ông chủ tịch cả viện Sẽ bị giảm Đó là chuyện số 2 Chuyện số 3 lớn hơn nữa mà cái này có thể ảnh hưởng thế giới luôn. Đó là chuyện nâng trần nợ trong những ngày tới. Chúng ta biết bây giờ Mỹ là đang nợ trên 31 ngàn tỷ đô la rồi. Mà cái 20 người mà phen cứng bụng trâm ma gà đó, mục đích của họ là gì? Làm sao không nâng cái số tiền nợ lên nữa? Nếu muốn như vậy, thì các cái vấn đề liên quan đến tiền bạc, đặc biệt là dự luật về ngân sách, anh phải cắt giảm hoặc là anh phải không cho nâng trần nợ lên nữa bởi vì nếu nâng được trần nợ lên tôi nói ví dụ 31 ngàn tỷ đúng không ví dụ tối đa là anh chỉ vay được 35 ngàn tỷ thôi một tháng sau anh xài hết 4 ngàn tỷ đúc tới 35 ngàn tỷ rồi bây giờ phải quốc hội phải cho phép chính quyền mới mượn thêm 5 ngàn tỷ nữa là 40 ngàn tỷ thì mới có tiền chi ra. Mà bây giờ anh chặt cái chỗ này lại Tôi cho lên tối đa 35 ngàn thôi Thì để làm cái chuyện đó Nó có một chương trình là Cất as you go Có nghĩa là nếu anh đẻ ra một chương trình nào Ví dụ ngân sách là 5 ngàn tỷ Năm nay Năm tới muốn lên Anh đẻ thêm một chương trình là 500 tỷ Là 5 ngàn rưỡi thì nổ, no. anh đẻ ra một chương trình 500 tỷ thì phải cắt chỗ khác 500 tỷ cho thôi hay là cắt nhiều chương trình khác năm tỷ thôi để nó chỉ gói gọn trong năm ngàn tỷ thôi để nó không bị cái nợ trần nó tăng lên đó thì cái này là cái ông Kevin McCarthy sẽ gặp khó khăn trong những ngày tháng tới mặc dù ông là một chủ tịch hạ viện và lãnh đạo của đảng cộng hòa hạ viện ông sẽ giữ lời hứa như ông hứa với 20 vị dân biểu kia nhưng đồng thời ông cũng là một lãnh đạo quốc gia bởi vì nên nhớ là ông hàng số 2 sau bà phó tổng thống nếu ông tổng thống chết là tới bà phó, mới tới phó tổng thống là tới ông thì ông cũng phải có trách nhiệm đất nước bởi vì nếu mà mỹ không nâng trần nợ thì mỹ sẽ bị bad credit bị default tức là anh không trả nợ được thì cái điểm credit của anh điểm nợ của anh nó giảm và cái này nó ảnh hưởng có thể là cả thị trường thế giới luôn ảnh hưởng nước mỹ là nước mỹ tự nhiên bị vỡ nợ không trả nội tiền nợ cho người ta bởi vì không vay được mà những người mà ma gà này họ muốn như vậy bởi vì họ nói rằng mấy năm nay Các anh cứ nói là sợ vỡ nợ vỡ nợ Các anh cứ nâng 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 trần nợ lên Các anh cứ xài thoải mái Bây giờ không Thì cái này sẽ là cái khó cho ông Kevin McCarthy Đó. Nếu ông đi theo những người này Ông đồng ý là không tăng trần nợ lên Đưa qua bên Thượng viện Thượng viện cũng bác Thượng viện cũng bác rồi trả lại ông, ông lại không tăng lên Cứ qua lại qua lại Đến cái lúc tới cái ngày hết tiền Thì cũng kẹt trong kỳ bình mắc cả thì Bởi vì lúc đó đó Cử tri có thể họ sẽ trừng phạt Mặc dù cử tri Có một số cử tri họ muốn như thế Chỉ có cử tri ở 20 địa hạt Của 20 dân biểu ma gà thôi Họ muốn cái điều đó Họ muốn nước Mỹ này banh càng cũng được Nhưng mà các anh không được xài tiền nhưng còn lại hơn 400 cái địa hạt khác Càng bao nhiêu triệu cử tri khác họ sẽ nói À anh Đảng Cộng Hòa anh nắm như vậy Anh nắm túi tiền người dân mà anh không biết xoay sở để cho nước Mỹ bị vỡ nợ Thì có thể cuộc bầu cử 2024 anh bị trừng phạt Và trừng phạt không phải ở 20 cái địa hạt mà gà Mà ở những cái địa hạt khác còn lại của Đảng Cộng Hòa Ví dụ hiện nay là Đảng Cộng Hòa có 222 ghế 20 cái địa hạt mà của 20 người ma gà là ok, không sao hết, cử tri đó bảo. Chính quyền này cái là lung tung quá, dân chủ cộng hòa đều không làm được hết. Bây giờ các anh lên các anh tát cạn đàn lời cho thôi. Nhưng mà còn lại 202 cái địa hạt khác thì sao? Của Đảng Cộng hòa, tôi nói của Đảng Cộng hòa đó nhá. Họ bị ảnh hưởng. Hay là vấn đề chẳng hạn như đóng cửa chính phủ liên bang như đã từng xảy ra trước đây. Mà quý vị thấy đó mỗi lần đóng cửa chính phủ liên bang đó là sau đó Đảng Cộng Hòa bị mất điểm. Bởi vì chúng ta nhìn là nhìn cả nước Mỹ. Đó như tôi nói đó, bên Dân Chủ 212 cái địa hạt, đương nhiên là ủng hộ Dân Chủ. Bên Cộng Hòa 222 cái địa hạt, chỉ có 20 cái địa hạt là muốn nước Mỹ không có nâng trần nợ thôi. Còn 202 cái địa hạt kia thì sao? Mỗi địa hạt ví dụ như là cỡ chừng là tôi tạm gọi em một triệu cử tri đi là 202 triệu cử tri họ sẽ trừng phạt anh thành ra nó kẹt trong cái mắc chứ không phải giỡn chứ không phải chỉ anh làm hài lòng những người này mà không mà xong đâu mà anh phải cân nhắc là bây giờ làm hài lòng những người này để giữ lời hứa nếu anh làm hài lòng đó thì anh có thể mất một số ghế trong cuộc bầu cử tới còn bây giờ anh không hài lòng đó, không làm cho hài lòng thì có thể đó là họ bảo nuốt lời hứa chúng tôi đề nghị Motion to tôi kết là có thể xuất phái anh lúc đó ông kể McCarthy mắc thì sẽ kẹt đó là lý do tại sao một số người nói ngoại trừ ông rất là giỏi ông mới đi qua được hai năm này còn nếu không lạng quạng ông không thể mà kéo dài lâu cái chức chủ tịch hạ viện này của ông bởi vì sẽ có ngày nào đó hoặc là ông phải rút lui hay là ông bị người ta ngay chính các đồng đảng của ông chất thuế đó là câu chuyện mà đáng chú ý ngày hôm nay gửi đến cho quý vị cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chương trình chúng tôi xin hẹn quý vị ở chương trình sau.